Đến 10 giờ 30 phút sáng 9 tháng 3, lực lượng chức năng vẫn đang giải phóng hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực thị trấn Giác, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Khoảng 8 giờ 45 phút sáng cùng ngày, nhiều xe cộ chạy trên quốc lộ 1 qua thị trấn Giác bất ngờ thấy bảng điện tử trên cổng chào bốc cháy. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến người dân không dám qua lại. Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng cảnh sát giao thông lập tức cắt cử người phân luồng, không cho xe cộ chạy qua để đảm bảo an toàn. Do vụ cháy xảy ra trên quốc lộ 1 nên dòng ô tô bị ùn ứ. Khoảng 30 phút sau, các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới khống chế được vụ cháy. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng cổng chào làm bằng bảng điện tử bị thiêu rụi hoàn toàn. Được biết, đây là cổng chào bảng điện tử duy nhất bên cạnh các cổng chào khác tại thị trấn Giác.